Em tên là Trần Mỹ Ly. Em có bị cái bệnh đau đầu coi như từ hồi em còn con gái, lúc hồi 13 14 tuổi là đau đầu rồi. Xong không biết uống cái gì để cho nó hết hết, người ta kêu lấy chồng nó hết đau đầu, lấy chồng cũng chẳng hết đau đầu. Sanh con cũng chẳng hết đau đầu. Hên quá gặp được Vân với Trang đây, xong rồi giới thiệu thuốc á, mình uống. Mình uống đâu được một tuần thì tự dưng mình thấy hết nhức đầu. Cái mình im lặng không dám nói. Mình chờ đến tuần thứ hai coi làm sao. Thấy như hết nhức đầu thiệt sự. Đến tuần thứ ba mới dám kể cho má nghe là con sung sướng quá, 40 mấy năm nay bây giờ con hết bệnh rồi. Tự nhiên con thấy con hết nhức đầu, con mừng quá đi. Đó là một điều hạnh phúc của con. Rồi chị dùng cái thuốc gì chị dùng cái sản phẩm gì? Dùng cái thuốc gì mà bộ năm. Bộ năm của New Skin. Cái gì đó. Với lại cái Life Pack đó, Life Pack là nó vài thao nước gớt yeah. Với lại có cái chai gì mà dài mình không biết, vài thao vài chai lari nguyên một bộ của nó đó, nguyên một bộ năm hả chị? Dạ mình uống cái đó và chị dùng của mà 3 tuần là đó, nó 3 tuần tự nhiên đến tuần thứ mới được một tuần lễ mới được một tuần lễ thì mới tự nhiên mới thấy nó bớt bị im lặng không dám nói. Đến tuần thứ 3 thì mới mới dám nói cho ngoại nghe là mi mừng quá, mi hạnh phúc quá, mi hết nhức đầu. Rồi cảm ơn Trang với Vân, cảm ơn các bạn nhiều. Rồi cảm ơn chị.